Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói gì về thu nhập của Thủy Tiên mà khán giả thắc mắc? Khi ông Nawaz Isari Zizou khoe về thu nhập khủng của Hoa hậu Thủy Tiên sau gần một năm giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, cư dân mạng đã rất băn khoăn vì số liệu có gì đó sai sai. Mới đây, Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã tổ chức lễ trao sát cho các thí sinh tham dự cuộc thi. Ông Nawaz Isari Zizou, chủ tịch cuộc thi này đã khoe rằng Thủy Tiên kiếm được ít nhất từ 2 đến 3 triệu đô la, khoảng 47 đến 71 tỷ đồng sau nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Còn số này càng cho thấy Thủy Tiên là một trong những hoa hậu thành công nhất cuộc thi, càng tiếp thêm động lực cho các thí sinh của năm nay quyết tâm hơn trên hành trình giành lấy chiếc vương miện. Tuy nhiên, cư dân mạng thì lại thấy con số mà ông Nawaz đưa ra có gì đó không đúng. Bởi vào tháng 3 năm nay, cũng chính ông Nawaz khoe rằng chỉ sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Thủy Tiên đã mang về gần 100 triệu bạt, khoảng 65 tỷ đồng cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Vậy mà đến bây giờ, khi Thủy Tiên đã nhận vương miện được 10 tháng và chuẩn bị hết nhiệm kỳ, thì thu nhập của cô vẫn ở trong khoảng này, thậm chí còn được ông Nawaz cho là thấp hơn. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng ông Nawaz nhấn mạnh vào chữ ít nhất, cho thấy thực tế Thủy Tiên kiếm được nhiều hơn con số từ 2 đến 3 triệu đô la. Chắc hẳn vì nhiều lý do tế nhị nên ông Nawaz đã nói giảm nói tránh, vừa để Thủy Tiên không bị xăm soi quá nhiều, vừa để người kế nhiệm nàng hậu tránh được áp lực phải có thu nhập bằng hoặc nhiều hơn. Theo ước tính của cư dân mạng, Thủy Tiên có thể nhận được tới 100 tỷ đồng kể từ khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, bởi cô đã ký hợp đồng với 30 thương hiệu lớn nhỏ, liên tục tham gia các sự kiện trong và ngoài nước. Thủy Tiên từng kể rằng cô không hề nghỉ ngơi hơn 300 ngày qua, làm việc rất chăm chỉ nên đây là mức thù lao xứng đáng với nỗ lực của nàng hậu.